Sau khi trở lại trường, Kenji phải tách nhóm với Doraemon và Nobita để tìm kiếm Senna, trong khi hai người kia ở lại để đối phó với bọn quái vật. Trong lúc đó, Nobita đã dùng bộ đàm để gọi cho Chaien và thông báo rằng trong trường cũng xuất hiện những con quái vật. Chaien, Seiko và Taro quyết định quay về trường để trợ giúp cho Nobita. Trong quá trình người chơi điều khiển Chaiko, chúng ta đã phát hiện ra một hang động dưới lòng đất và cái hang động đó dẫn đến một căn cứ quân sự. Chaiko và Suka bước vào một căn cứ nơi có một xác người vừa mới chết. Xác chết này mặc một bộ quân phục, như vậy đây không phải là những nhà khoa học trong trung tâm nghiên cứu. Dựa vào thẻ tên, chúng ta có thể biết được đây là một người lính đặc nhiệm thuộc đội Delta của UBCS. Sau đó Senna và Suka tìm thấy một người lính đánh thuê đang hấp hối. Anh ta nói rằng tất cả những ai biết bí mật của tổ chức đều phải chết. Và anh ta cũng tiết lộ tên của tổ chức chính là Umbrella. Và anh ta cũng tiết lộ rằng đại dịch này được gây ra bởi mẫu virus có tên là G-Virus. Sau khi anh ta chết, Chaiko lục tìm trong người anh ta thì thấy một ống thí nghiệm đựng mẫu gen của G-Virus. Suka bảo Chaiko hãy đưa cho Suka ống nghiệm này để cô ấy bảo quản. Chaiko đồng ý và đưa ống nghiệm cho Suka. Cả hai đã tìm thấy một hang động sâu trong núi và quyết định tiến vào.